Hồi đó bạn ghen dữ lắm, cứ kêu trời chắc là giờ thương ông này hay sao. Em kêu trời ơi, nghĩ sao mà thương ông đó, trời vừa xấu vừa lùn mà vừa già nữa mà. Dạ nói chung là đêm tân hôn còn vui, nhưng mà cái phòng nó sát phòng khách quá. Phòng sát phòng khách chứ có gì đâu, có bài ngủ ở đó nữa. Ngay cái giường em tới tấm giác tới ghế là ba ngồi ngay cái ghế đó coi tivi, mình nằm mà chờ hoài. Ba không ngủ, cái ba không ngủ. Mình nói thì về làm dâu bữa đầu thì mình sợ. Nhưng mà rồi xong bữa đó có thành công không? Dạ chắc là thất bại. Thất bại. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Thùy. Em 27 tuổi, em đang ở quận 12. Em làm công việc gì Thùy? Dạ, em làm bên công việc phát triển thị trường á anh. Em tên là Xuân Thịnh, quê của em là ở Bình Định. Em hiện giờ là 34 tuổi. Kinh doanh tự do về lĩnh vực điện. Nhìn cái chân mày có ấn tượng quá luôn. Cái tướng là tướng dị nhân á, là làm tướng hay làm quan gì đâu kiếp trước hay sao á. Mày dữ mà nghe. Hai bạn là gặp gỡ như thế nào và yêu nhau ra sao? Thì hồi đó là em đi thực tập, bạn em mới giới thiệu là anh này có bên công ty cho làm. Chạy từ quận 12 chạy xuống Thủ Đức, chạy một hồi thấy tới Gò Vấp. Ông này đứng chờ nguyên một tiếng rưỡi, ra mặt quạo quá trời luôn. Cái mặt đóng nghiêm nhầm. Không có nói gì vậy. Người đẹp như vậy mà vẫn quạo hả? Em cứ nghĩ là nhờ công việc mà đi trễ mà đợi bác đợi mà tôi chắc phải hơn 2 tiếng đồng hồ á. Nhưng mà xong rồi thì em cũng vẫn giới thiệu cho công ty đi thực tập thôi. Một thời gian sau là em mới nhắn tin em hỏi. Em kêu thực tập công ty sao rồi, làm được có tốt không? Thực tập thì chỉ đi tới có mặt thôi chứ con không có biết làm cái gì hết. Thì em mới nói thôi có gì anh cho mượn bài của anh này. Nhưng mà lúc đó là em đã có bạn gái chưa? Dạ chưa anh. Thế còn Thùy? Dạ em có rồi anh. Mình cứ nghĩ anh coi ảnh như anh trai á. Đến khi nào thì tình yêu của các bạn mới phát triển? Tết năm đó là ảnh xin ra nhà em chơi. Thì em cứ nghĩ là mình xem ảnh như anh thôi. Thì ra mình chơi để biết nhà kia, nhưng mà là cảm ơn anh. Rồi dẫn đi tới chỗ nọ chỗ kia của quê hương của mình. Ngày đó thì bạn trai em cũng vô chơi luôn. Thì mẹ mới kêu con làm như vậy là không được. Em mới kêu có đâu thì con thương kia, còn này thì coi như bạn bè thôi chứ có gì đâu má. Hai người đó đi về rồi á, thì mẹ mới đi kia xem tuổi. Thì mẹ mới nói con không có hợp tuổi với bạn kia, mà con hợp với anh này hơn. Lúc đó tóc tai không có gì không? Dạ không, hồi đó có tóc á. Quê em là ở đâu? Em Quảng Ngãi. Thứ nhất em đi chơi là để biết quê, và thứ hai là để em biết thứ cái tình cảm gia đình như thế nào. Nếu như được thì em quen luôn. Sau đó thì bạn trai cũ của em á, là em giải quyết như thế nào? Hồi đó bạn ghen dữ lắm, cứ kêu trời chắc là giờ thương ông này hay sao. Em kêu trời ơi, nghĩ sao mà thương ông đó, trời vừa xấu vừa lùn mà vừa già nữa mà. Bởi vì tình cảm mình không có dành cho người này. Thì sau một thời gian á là mẹ ngăn cản rồi, thì em mới dứt người kia, mà người kia liên tục là nhắn tin điện thoại là kiểu níu kéo lại á, không có hiểu, cứ nghĩ là em bắt cá hai tay, một là bắt cá hai người một lần. Cho nên là cứ liên tục níu kéo. Thì trong khi đó ông này kêu thôi cưới. Em kêu thôi cưới thì cưới đi cho khỏi làm phiền tôi nữa. Không có yêu gì hết, không có nghĩ được là cưới là để cưới chồng là để làm gì nữa. Vậy đó hả? Dạ. Rồi bây giờ yêu chưa nè? Dạ giờ thì yêu rồi. Yêu lúc nào? Bắt dạ. đầu yêu từ lúc nào nè? Sau khi mà đám hỏi xong á thì khoảng thì bắt đầu giờ đó là mình giờ mình kêu thôi giờ là của mình rồi, thì bắt đầu mở lòng mình ra để đón nhận. Mà năm yêu thương nhất á là bắt đầu từ cưới về rồi là ảnh chăm sóc em rất là nhiều. Rất là kỹ, nói chung là thương hơn bản thân của ảnh á, mình cảm nhận vậy đó. Vậy hả? Dạ. Là lúc đó mình yêu luôn. Dạ. Cái ngày mà vợ chồng em cưới xong rồi thì em có bầu liền. Thời gian đầu á thì em bị sốt liên tục, ảnh đi kiếm lá cho em xong, nói chung là chăm sóc rất là kỹ. Cái lúc mà em đi làm, thời gian làm là 6 giờ sáng là vô làm rồi, thì 4 giờ sáng là ảnh đã dậy, anh chuẩn bị đồ ăn sáng, nấu thêm để cho trưa em đem tới công ty em ăn nữa. Chiều đi làm là tranh thủ chạy về sớm để đón em, phải là về là em ngủ em làm gì đó, ảnh vẫn đi chợ búa cơm nước làm hết luôn cho em luôn. Trời ơi thương gì đó hả? Còn chồng thì lúc nào là em bắt đầu yêu vợ em? Lúc mà... Tại vì khi đó là em vẫn nghe được cái thông tin là bạn trai cũ của vợ em là mẹ vợ không cho ven nữa rồi. Lợi dụng cái lúc này, cơ hội lúc này là mình mới đá được. Là em quyết định là em nghe là em sẽ cưới vợ em, mà em quyết định em quen. Bao lâu thì tụi em mới cưới nha? Từ lúc đám hỏi cho đến lúc đám cưới? Đám hỏi, cách đám cưới là 6 tháng. Từ lúc đám hỏi đến lúc đám cưới thì có trơn tru không? Trước đám cưới khoảng 1 tháng á, con này là mê đá banh lắm, lúc nào cũng đi đá banh á. Em nói là đi qua để chuẩn bị cho đám mình á, từ từ đã đi đá banh xong về rồi tính tiếp. Bữa đó em nóng quá, điện thoại không được, em nóng quá, em mới đồ trong lễ đám hỏi em trả hết luôn. Đó Thịnh làm cái gì để mà mới hàn gắn lại? Em trả xong
hắt luôn xuống đất, ông bỏ đi về luôn. Về xong rồi còn tắt điện thoại luôn, không nghe, không điện thoại cũng không được, nhắn tin không được, nó nóng nữa. Rồi vậy cuối cùng ai là người làm quà? Ai là người năn nỉ? Dạ ba mẹ. Nói chung là người đàn ông này thương thì cũng thương dữ lắm, nhưng mà vẫn là quả quyết chứ đâu có mềm yếu đâu, đúng không? Từ lúc yêu nhau cho đến lúc cưới nhau là giữ như là giữ cho nhau cho đến phút chót luôn, đúng không? Dạ. Vậy thì cái đêm động phòng á nó vui không? Thích hỏi cái đó à? Dạ. Khổ vậy, tôi hỏi vậy đó. Tự nhiên cái không khí nó đang rần rần kia, tôi hỏi cho nó cái trầm xuống liền. Dạ, nói chung là đêm tân hôn còn vui, nhưng mà cái phòng nó sát phòng khách quá. Phòng sát phòng khách thì có gì đâu. Có ba em ngủ ở đó nữa. Ngay cái giường em tới tấm giác tới ghế là ba ngồi ngay cái ghế đó coi tivi. Mình nằm mà chờ hoài. Ba ông không ngủ. Cứ ba không ngủ. Mình nó thì về làm dâu bữa đầu thì mình sợ. Nhưng mà rồi xong bữa đó có thành công không? Dạ chắc là thất bại. Thất bại. Các cặp vợ chồng nó thường là đêm tân hôn hầu như là thất bại hết, chứ không phải là cặp của em không đâu. Rồi sau khi cưới nhau về thì cuộc sống của các bạn có trải qua những cái biến cố gì không? Dạ có anh. Khi mà vợ chồng em mà ra lập nghiệp á thì cũng có kinh doanh riêng, làm ăn là cũng bị thất bại. Thất bại mà bao nhiêu áp lực á thì dồn lên. Thì về lúc đó ảnh vô tâm lắm, nhưng mà ảnh không có chia sẻ được với em. Thì cái lúc đó là em rất là buồn mà quẳng mà không biết nói chuyện với ai hết. Ngay cả ba mẹ mình á thì nghĩ thôi giờ ba mẹ già quá rồi, bây giờ mình nói á thì là ba mẹ buồn rồi, có chuyện gì ba mẹ đổ bệnh nữa. Thời gian đó thì em rất là bị stress. Dạ. Phần thì con nhỏ, phần thì chồng không hiểu, phần gia đình chồng không hiểu, tất cả đều không hiểu em hết. Mình cứ nghĩ là cuộc sống mình là như bế là tắc à? Đúng rồi, không có cái đường nào, không biết chia sẻ tâm sự gì với ai hết, dạng như trầm cảm luôn, không nói chuyện, dạng im liên tục. Lúc đó là em vừa mới sinh em bé à? Dạ em sinh khoảng được 6 tháng. Công việc em biết lúc đó em vẫn bị áp lực nhé, nhưng mà em cái áp lực của em thì em tự giải quyết, cho em ít có nói với cho vợ biết. Nên là vợ em cứ nghĩ là tại sao mà không đi chia sẻ. Em tự cố gắng em xoay sở cho nó qua đi những cái khó khăn thôi. Đến bao lâu thì mới vượt qua được hết tất cả những cái khó khăn đó? Dạ cũng phải hơn 1 năm anh. Có nghĩa là trong cái kinh doanh á là em có hùng hạp với người ta đúng không? Mình sang lại cửa hàng á. Nhưng mà cửa hàng là bên phía bên gia đình chồng luôn. Là có như bị hiểu lầm gì đúng dạ, không? Dạ. Đúng rồi, em bị bên gia đình chồng hiểu lầm rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì đã giải tỏa được hết chưa? Dạ bây giờ thì xong hết rồi. Nhất là bên chồng á. Dạ. Bên của Thịnh đã hiểu được cái... Hiểu được cái khó khăn của em không? Sau 1 năm á là bắt đầu em thấy tình cảnh nó buồn quá, xong em chịu không nổi nữa thì em không có ở Bình Thuận nữa. Em ôm con, hai mẹ con vô trong này, em lập nghiệp trong này, còn một mình chồng ở ngoài đó. Ông còn nhắn tin cho em là bây giờ em đã quyết định đi rồi thì chúng mình ly dị đi để cho em có một tương lai sáng lạng hơn. Ba chồng em hình bảo em là có sướng có vui gì thì cũng có vợ có chồng, có chuyện gì thì vợ chồng cùng gánh vác. Thì con em có nói lại với ba là ba ơi, cái này con đi không phải là con bỏ chồng con mà con đi, nhưng mà vì ở ngoài đó điều kiện mình làm ăn không có được thì mình đi vô trong này để mình gầy dựng. Con không có bao giờ con có ý nghĩ là con bỏ chồng con hết. Rồi ba cũng khuyên chồng. Thời gian sau là ba liên tục điện thoại động viên. Và bao lâu thì Thịnh mới vô? Hết năm đó em mới vô. Cái thời gian mà vợ em đi mà gần 1 năm xa cách nhau như vậy á thì trong lòng em nghĩ sao? Em có tin vợ em là như nãy giờ vợ em nói không? Vợ em thì em vẫn tin điều đó chị. Và bản thân của em ở ngoài đó em vẫn bình thường chung thủy với vợ em thôi. Em chỉ lo công việc thôi. Thời gian rảnh thì em sắp xếp em chạy vào Sài Gòn để em gặp vợ gặp con em. Đó là em vẫn vững vàng trong cái niềm tin với vợ chứ không có bị... Tâm lý của em rất là vững. Cứ thứ bảy là anh vô, chủ nhật, chiều tối chủ nhật là về. Đó, thì cứ bảy nhật buổi tối chưa? Buổi tối thứ bảy hai vợ chồng tranh thủ gặp nhau có vui không? Ngoài đó là vô trong này là khoảng 3-4 giờ sáng á. Thì giờ đó thì buổi sáng là hoạt động trong giờ sáng thôi. Hoạt động xế. Rồi bây giờ coi như những cái chuyện buồn, những cái chuyện khó khăn nhất cũng đã vượt qua rồi. Dạ. Rồi, bây giờ các bạn là lấy nhau được mấy năm? 5 năm nè. 5 năm. Có những cái tật xấu gì mà từ lúc mà cưới nhau cho tới bây giờ là ảnh lộ ra mà ảnh không có thay đổi được hay không? Cái tật xấu nhất của chồng em chỉ là vô tâm. Chuyện vui hay chuyện buồn vậy em về em chia sẻ với ảnh. Y như là chia sẻ với một cái ghế ấy. Làm hình không nói đi, nó lại gì trên. Được ví von giống như cái ghế mà nói chia sẻ giống như chia sẻ với trái banh. Đó, anh trước kia mê đá banh lắm. Mê đá banh ông nào không mê?
Em đâu có mê đâu, em mê bên đũa à, chẳng hạn. chỉ có cái tật vô tâm, dạ, là chỉ vô tâm thôi, không chấp nhận được. Dạ, còn lại nói chung là tuyệt vời. Cái lúc mà em phát hiện em có bầu, em về em báo với ổng thì ổng sao? Ổng có nhảy lên không? Không có tỏ thái độ gì đâu. Ổng điện thoại gì? Alo ba hả? Vợ con có bầu rồi, điện tất cả ba mẹ hai bên là biết, là cứ ông điện thoại là biết ông mừng thôi, chứ còn ông không có tỏ thái độ. Có thể hiện. Dạ. Đến bây giờ 5 năm trời chưa bao giờ em ơi anh yêu em hay gì hết trơn, chưa bao giờ thổ lộ với vợ luôn. Rồi lúc mà hai chồng ấy ấy gì đó, ông có thể hiện gì không? Hay ông chị vô tâm luôn, ông có bình thản gì đó. Nói chung cái đó thì nó có tín hiệu trước. Hai vợ chồng em mà tối mà ngủ á, người quay góc này người quay góc kia, ngày nào mà ông tới mà ờ là hiểu cái đó bật cái xanh. Còn Thịnh, cô ấy có tật xấu gì không? Ngủ, ham ngủ thôi. Ham ngủ với mê chơi game. Mê ngủ, dạ. Mê chơi game. Còn gì nữa không? Dạ, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Em có muốn anh ấy thay đổi điều gì không? Thì em chỉ mong muốn là quan tâm em một chút. Nhiều khi mà thấy em có biểu hiện gì là lạ thì giả bộ quan tâm em cái đi. Ờ, thấy thương dạ. Không? Rồi còn em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em chỉ mong vợ em là cái thời gian chơi game ấy, hoặc là điện thoại, lướt Facebook điện thoại nó bớt lại đi một tí thôi. Nói chung là hai vợ chồng cũng trải qua rất là nhiều biến cố rồi, dạ. Khó khăn rồi. Và giờ hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì bây giờ anh cũng có một cái điều mong muốn nữa. Đó chính là anh mong muốn được nghe em, thấy em nói những cái gì đó đặc biệt. Đó là những lời yêu thương với vợ mình, có được không? Trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, được. Vợ chồng em đến với chương trình Vợ Chồng Son là theo nguyện vọng của vợ em. Thời gian qua là từ khi yêu đến khi cưới là em là rất tiết kiệm lời nói. Nhưng mà đối với em, vợ em vẫn là số 1. Vợ con em và gia đình em là số 1. Em luôn luôn yêu thương vợ con em hết mình. Chị nói em nghe, em đừng buồn. Có nghĩa là ổng không nói ra miệng thôi, nhưng mà cái lòng của ổng nó tràn đầy cái tình cảm với vợ, với con. Đó, tuy nhiên thì chị thấy như vậy. Cái nhu cầu chính đáng của một người phụ nữ là sao? Người ta cần một cái lời nói, một cái cử chỉ, một cái hành động. Tức là ngoài cái chuyện ngầm hiểu ra thì bây giờ người ta muốn hiểu trực diện luôn á. Giống như là em tiếc gì một cái câu là vợ ơi, anh yêu em hay gì đó. Dù bình thường em ngại nói thôi, ngay cái lúc đó em nói cũng được vậy. Đúng không? Dạ. Hai đứa đang nằm nghiêng, quay lưng lại gì đó. Vẫn nói. Cái tự nhiên cái em quay qua, em nói vợ, anh yêu em quá à. Thôi mình ấy cái đi vợ vậy đó, đúng không? Đó thì có thể là em tiếc gì cái câu nói để cho vợ em sung sướng. Hy vọng rằng là mỗi một ngày em sẽ đều nói những lời yêu thương với vợ mình. Thế đã làm những món quà tuyệt vời, phải không em? Dạ, em chỉ mong vậy thôi. Vợ anh yêu vợ quá. Hay quá. Thôi, chúc cho hai vợ chồng em như thế này ha. Dạ, cảm ơn.